quá sẽ bị mất, thì mình cố gắng quan tâm nhiều hơn một chút. Quan điểm tình tình yêu của anh như thế này, giống như là anh với em, kể cả đó là một mối quan hệ là chưa xác lập là tình yêu, nhưng mà anh vẫn chỉ có một người nữa thôi. Thế anh cho em hỏi lại là anh về phía đạo thì anh đạo gì nhỉ? Nãy anh chỉ nói là anh hay đi chùa thôi, nhưng mà anh thực sự là anh đạo gì nhỉ? Tức là trong giấy chứng minh là để tôn giáo là không á em. À, tôn giáo là không. À, nhưng anh có đi chùa. Tức quá, tức. Nhanh vậy chị? Sao chị? Chưa được ăn. Nhanh vậy chị? Hả? Nhanh quá hả? Tại vì chị tức á, chị thấy hai bạn cái thời gian quý báu không nói chuyện yêu đương, con cái gì hết trơn, cứ nói chuyện đạo hoài, rồi cái tự nhiên yêu nhau mà vì đạo không được, cái là chia tay. Tôi tức á. Tức. Tại sao không suy nghĩ nó thoáng lên? Đạo nào cũng hướng con người ta đến những cái điều tốt lành trong cuộc sống. Cái tâm mình hướng thiện, cái tâm mình như thế nào, là mình đối xử với mọi người xung quanh như thế nào quan trọng hơn. Bây giờ quay lại chuyện tình yêu nè, giờ định chừng nào kết hôn? Thì tầm nửa năm, 6 tháng gì cũng được. Lấy nhau về ở đâu? Ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai là nhà ai ở đó? Nhà em, thuê cũng được mà. Nhưng mà rồi buôn bán đất đồng sản rồi mình chưa có nhà cho mình à? Giống như là mình chưa có vợ con gì cho nên là cũng đâu nhất thiết. Em có bao giờ nghĩ rằng mình lấy chồng mình đi làm dâu ở xa gia đình mình không, xa xứ không? Thật ra thì em cũng không muốn xa xứ, nhưng mà nếu như điều kiện cho phép, ví dụ như hai người tâm đầu ý hợp thì mình chấp nhận thôi. Tôi thích câu đó đó, đúng rồi đó, ai đâu muốn xa cái nơi mình sống từ nhỏ lớn, nhưng mà điều nếu không ai chịu xa hết thì đứa nào theo đứa nào. Nhưng mà em có ngại làm dâu không? Dạ không, em bình thường. Muốn sinh mấy đứa con? Cái này còn tùy bản đấy chị, chứ không phải em muốn là được đâu. Nãy giờ thì chị thấy là ở ngoài cũng có gia đình người thân, xin giới thiệu tên tuổi của mình đi. Em Nguyễn Tiến Sĩ. Nguyễn Tiến Sĩ. Dạ. Có bằng tiến sĩ chưa? Có bằng tiến sĩ chưa? Tên thôi. Em sinh năm 79. Quê ở đâu sĩ? Sinh ra thì ở Củ Chi, Hồ Chí Minh. Rồi hiện tại thì em đang làm việc ở Đồng Nai. Đồng Nai chỗ nào? Ở Định Quán Đồng Nai chị. Đang làm công việc gì? Em làm bên nhà đất chị. Mùa dịch vừa rồi có căn nào ngợp không? Chỉ gì tường với coi. Dạ cũng có chị. Dạ cũng có chị. Thôi thấy làm ăn cái mắt sáng lên liền ha. Công ghê thiệt. Mấy ông này ghê lắm. Cũng thấy chị có làm cái chương trình thiện nguyện á. Hy vọng là tương lai sẽ kết hợp với chị. Tài cái trước là hợp tác. Cô cũng làm ăn dữ lắm. Cảm ơn em. Rồi chào em gái, em tên gì? Em chào chị Cát Tường, chào bạn trai bên kia. Em tên là Huỳnh Kim Thoa. Em sinh năm 1982. Em quê ở quận 2. Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thoa đang làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Mình đang sống với gia đình ba dạ, mẹ hả? Em sống với ba mẹ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em tỉ mỉ, cẩn thận, với lại em vui vẻ. Điểm yếu của em thì do cũng có thể là do cái tính tỉ mỉ, cẩn thận quá, nhiều lúc em hay càm ràm đó chị. Với lại đường ở thành phố thì nó chằng chịt cho nên nhiều khi em cũng mù đường thành phố. Thế còn tiến sĩ, mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Em thì cũng thật thà thẳng thắn, mà nhiều khi cũng thật quá. Thật quá hóa dở. Yêu ghét rõ ràng. Cũng có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Khuyết điểm thì giống như là mình thật quá thì cũng là nhược điểm á. Là nãy chị nói thật quá nó cũng hóa đúng rồi, đó, phải đúng rồi chị. Có thể trong mắt của người đó cái đó là khuyết điểm, nhưng mà trong mắt người khác nó trở thành ưu điểm thì sao? Dạ. Đúng không? Mối tình nào ấn tượng nhất và để lại những cái dấu ấn sâu đậm nhất trong em? Thì cũng có một lần em cũng có dự định hôn nhân á chị. Đó. Rồi xong rồi cái quen bao lâu? Hơn năm à. Rồi cái sau đó thì đến thời điểm đó thì cảm thấy là hai bên khác nhau, khác biệt nhau nhiều quá. Rồi dừng lại. Gần đây thì cũng có một mối tình chắc khoảng 4 năm, hơn 4 năm gì đó. Rồi 4 năm mà sao cũng chia tay, gần đây là bao lâu rồi? Cái này cũng khoảng hơn năm rồi chị. Hơn năm? 40 sao không lấy luôn mà còn để chia tay? Thiếu quan tâm á, rồi... Ai thiếu quan tâm ai? Em thiếu quan tâm. Tại sao không quan tâm bạn gái? Giống như là cũng lâu rồi cái mà thiếu quan tâm á. Lơ là. Rồi xong rồi... có người quan tâm hơn. Vậy là lỗi do mình rồi. Dạ, giờ phải rồi. Nhanh lên, phải quyết liệt lên, quyết chiến quyết thắng nha. Nếu mà có cơ hội là phải tiến tới liền chứ đừng có rề ra nữa. Tình trường em sao cưng? Em thì em có một mối tình chính thức thì kéo dài được 2 năm. Thì do em với bạn em chia tay cũng một phần là do sự tín ngưỡng về tôn giáo nó sẽ khác nhau. Em thì đạo Phật, bạn ấy thì Thiên Chúa. Mình không thể nào chia sẻ được hả em? Không có đồng cảm được hả em?
Có thể là do em nghĩ bạn em là con một á, nên người ta vẫn muốn là mình theo. Nhưng mà em bây giờ đạo Phật gốc thì em lại không muốn theo. Em có đạo gì không? Tiến sĩ. Dạ. Em đạo gì? Thì em cũng có thường đi chùa chị. Ở nhà có thờ cúng gì không? Có thờ ông bà. Ờ vậy được rồi, cùng chung rồi đó. À, em mong muốn tìm một người vợ trong tương lai, một người bạn gái là người như thế nào? Hiền hiền một chút, biết giao tiếp, thích nấu ăn. Ừ. Chỉ vậy thôi. Biết nấu ăn không em? Dạ tạm ổn. Tạm ổn hả? Dạ. Về ngoại hình? Không có quan trọng đâu chị. Em cao mét mấy? Dạ 1m68. Em cao mét mấy? Dạ em cao 61. Trời ơi cô cao quá à. Cô cao dễ sợ luôn á. Mang giày thấp thấp thôi để lấn người ta nha. Dạ. Em thì muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một bạn trai là phải biết tôn trọng mình, biết chia sẻ và biết quan tâm. Và đồng thời là đừng có cờ bạc nữa. Có cờ bạc hút thuốc gì không? Dạ không chị. Ngoại hình có cần ngoại sao? Ngoại hình thì bạn ấy cao 1m68 trở lên. Đừng có bị hối là được. Ừ. Nữa đi, ảnh nó trọng đó. Có cổ ở trọng á. Ba anh là rõ ràng dễ chọn rồi đó. 41 tuổi. Cảm nhận đi. 1, 2, 3, 4 dễ chọn hơn nhiều. Ừ. Có chưa, có chưa? Anh này hả chị? Anh nào? Đâu? Anh này. Nhiều là không đúng rồi. Rồi đâu? Đẻ. Cô nào? Rồi, giữ nguyên hiện trường. Xin mời tất cả chúng ta hướng mắt về cửa trái tim. Chàng trai thì tìm một cô gái đứng trong góc. Đúng không em? Ở đây. Trời đất ơi, còn phải đây không nữa. Cũng quà đi kìa. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tặng em ngày đầu gặp nhau. Dạ, em cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Tặng em ngày đầu gặp nhau. Vậy mấy ngày sau gặp có quà nữa. Dạ. Mấy ngày sau quà khác. À, rồi, cảm ơn. Coi quà gì cô tặng gì mở ra coi. Dạ. À. Hả? Cái đó cái gì vậy em? Cái đó là cái gel vuốt tóc dành cho nam. Ồ. Gel vuốt tóc dành cho rồi. Sữa tắm. Rồi. Cái kia thì là dầu gội đầu. À, thiết thực quá ha. Cô này cổ quan tâm đến tóc. Cô thích đàn ông tóc nhiều, không thích hói. Có tóc nhiều. Em ơi, tóc nhiều được không em? Vẫn có tóc là được. Có tóc là được hả? Từ từ nó mới rụng em. Bây giờ Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn rất là đặc sắc và trang trí cũng rất bắt mắt của nhà hàng quê nhà. Đây là món cá thác lát chiên giòn. Còn đây là món cơm cháy kho quẹt rất là miền Tây dân dã. Hai em nhớ nhà vừa ăn vừa trò chuyện nhau vui vẻ. Nhanh tăng tốc lên xíu nha em. Dạ dạ. Rồi mời hai em ngon miệng. Vâng, cảm ơn chị. Em mời chị. Mời anh Dung. Mời em. Anh sống trong gia đình mấy người anh? Có ba mẹ anh, em út. Vậy là anh con cả trong gia đình anh? Có người chị nữa em, người chị ở riêng. Vậy là hiện tại anh đang sống ở đâu? Bình Dương thì nhà ở đó, còn đang làm việc ở Đồng Nai em. Bình Dương là nhà anh, là nhà của gia đình nhà anh ba hả? Mẹ. Nhà ba mẹ. Em thì làm công việc văn phòng, là công việc cụ thể là gì em? Em làm bên mạng kế toán. À, kế toán ha. Công ty em thì nó thiên về mỹ phẩm, về cho tóc. Nên những cái em tặng anh là cũng cái đó đó. Có cái nào mọc tóc không? Có mọc tóc. Giờ em làm thì giờ hành chánh hay sao em? Em làm giờ hành chánh. Thứ bảy chủ nhật nghỉ hay là chủ nhật nghỉ? Chủ nhật nghỉ. Rồi ví dụ như là anh với em mà đồng ý hẹn hò với nhau thì thời gian nào là hợp nhất? Thì em chỉ rảnh ngày chủ nhật thôi. Anh thì công việc của anh thời gian nó cũng không hạn chế cho nên là ngày nào cũng được. Em quan điểm sao về tình yêu? Nếu mà hai người mà quen nhau á là phải có mình phải tôn trọng lẫn nhau, biết chia sẻ. Đừng có theo kiểu như thờ ơ. Như nãy em nghe anh nói là anh với bạn trước á có hơi buông lỏng. Vâng, anh có hơi buông lỏng. Tại vì quen cũng hơi lâu rồi nên có hơi buông lỏng. Vậy anh nghĩ tình yêu là cứ quen lâu là sẽ buông lỏng từ từ ha? Không phải vậy. Nhưng mà giống như là mình không biết được kết quả đó. Chứ giống như là mình biết được là mình buông lỏng quá sẽ bị mất thì mình cố gắng quan tâm nhiều hơn một chút. Quan điểm tình yêu của anh như thế này. Giống như là anh với em kể cả đó là một mối quan hệ là chưa có xác lập là tình yêu, nhưng mà anh vẫn chỉ có một người đó thôi. Thế anh cho em hỏi lại là anh về phía đạo thì anh đạo gì nhỉ? Nãy anh chỉ nói là anh hay đi chùa thôi, nhưng mà anh thật sự là anh đạo gì nhỉ? Tức là trong giấy chứng minh là để tôn giáo là không á em. À, tôn giáo là không. À,
Nhưng anh có đi chùa. Tức quá, tức. Nhanh vậy chị. Sao chị? Chưa được ăn. Nhanh vậy chị. Hả? Nhanh quá hả? Tại vì chị tức á, chị thấy hai bạn cái thời gian quý báu không nói chuyện yêu đương, con cái gì hết trơn, cứ nói chuyện đạo hoài. Rồi cái tự nhiên yêu nhau mà vì đạo không được cái là chia tay. Tôi tức á. Tức. Tại sao không suy nghĩ nó thoáng lên? Đạo nào cũng hướng con người ta đến những cái điều tốt lành trong cuộc sống. Cái tâm mình hướng thiện, cái tâm mình như thế nào, là mình đối xử với mọi người xung quanh như thế nào quan trọng hơn. Bây giờ quay lại chuyện tình yêu nè. Giờ định chừng nào kết hôn? Thì tầm nửa năm, 6 tháng gì cũng được. Lấy nhau về ở đâu? Ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai là nhà ai ở đó? Nhà em, thuê cũng được mà. Nhưng mà rồi buôn bán đất động sản rồi mình chưa có nhà cho mình à? Giống như là mình chưa có vợ con gì cho nên là cũng đâu nhất thiết. Em có bao giờ nghĩ rằng mình lấy chồng mình đi làm dâu ở xa gia đình mình không, xa xứ không? Thật ra thì em cũng không muốn xa xứ, nhưng mà nếu như điều kiện cho phép, ví dụ như hai người tâm đầu ý hợp thì mình chấp nhận thôi. Tôi thích câu đó đó, đúng rồi đó, ai đâu muốn xa cái nơi mình sống từ nhỏ đến lớn, nhưng mà điều nếu không ai chịu xa hết thì đứa nào theo đứa nào. Nhưng mà em có ngại làm dâu không? Dạ không, em bình thường. Muốn sinh mấy đứa con? Cái này còn tùy bản đấy chị, chứ không phải em muốn là được đâu. Nãy giờ thì chị thấy là ở ngoài cũng có gia đình người thân của hai bên đi theo đúng không? Em nói em đi với ai? Em đi với một người bạn, một người đồng nghiệp, một người em. Em là đi với gia đình đúng không? Dạ vâng, em đi với mẹ, em trai với dì của em. Rồi, dạ mời gia đình hai nhà trai gái vô ạ. Dạ chào cô. Dạ cho Tường hỏi nhà cô, năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi cô? 65. Dạ. Dạ, nhà mấy cháu? À, cô 6 đứa. Trời, đây là thứ mấy? Kế hai người nữa là Út đó. Kế hai người là Út. Vậy còn anh này? Út. À, Út đó ha. Út này theo chị hai. Út có bạn gái chưa? Chưa hả? Rồi thôi đợi gả chị ha. Chị trước đi rồi Út đi sau ha. Cô ơi, con gái bây giờ cũng lớn lắm, gần 40 tuổi rồi cô. Mà chưa có chồng rồi cô suy nghĩ sao? Theo như hồi nãy giờ thì cô thấy hai bên đàm thoại với nhau. Cô thấy thì bên nam này thì cũng có vẻ thật thà. Dạ. Thì nói chung ra là nếu mà hai đứa nó tâm đầu ý hợp thì cho nhau một cái hẹn. Dạ. À, thì còn cái đó là tùy thuộc hai đứa nữa. Dạ. Rồi, mình có nói câu nào với bác không? Hỏi thăm thôi. Dạ, chào bác. Dạ. Con cho bác hỏi là thật sự thì nhà con là ở đâu? Ba mẹ con ở Bình Dương bác. Sao hôm nay gia đình chương trình này gia đình này con? Dạ con ở bên chỗ làm rồi con qua đây luôn. Dạ con ở bên Đồng Nai. Sống xa gia đình, không có sống chung với gia đình, sống một mình thôi. Dạ đi làm ở Đồng Nai. Rồi chào em, chơi với ảnh được bao nhiêu năm rồi? Dạ khoảng 7 năm. 7 năm, vậy là cũng thân tình ha. Anh có cái tật xấu gì không em? Xấu thì chắc là thẳng thắn quá, thật thà quá. Thế ngày hôm nay thấy chị gái bên này thì em có nhận xét như thế nào? Nghĩ là chị đúng với 90%. Kiểu như là gu của anh. Vậy á hả? Ồ, biết cái gu của anh luôn hả? Dạ, tại vì chơi chung thì anh cũng có chia sẻ với em á. Sao em trai, hôm nay nhìn thấy anh này nhắm làm anh rể tương lai mình ổn không em? Thì nãy giờ em cho chị biết tự. Ừ. Thì nãy giờ nghe anh cho anh đây nói thì mình thấy anh ấy là một người rất là chân thật. Và thật sự thấy anh ấy rất là giản dị. Giản dị. Thích hợp với rồi. Em đang cần tiếng một người như vậy. Cần rồi. Cảm ơn, đó là những cái ý kiến của gia đình hai bên. Nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái sự quyết định của hai bạn ở đây. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô cho nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn em nha. Dạ, dạ. Mình tiếp tục theo dõi xem cái câu chuyện ngày hôm nay như thế nào. Cảm ơn em gái nha. Bây giờ tới tiếp tục câu chuyện của mình. Nhanh lên chút xíu giùm chị nè. Bóc một lá bài đi. Coi yêu cầu của chương trình nhà mình thực hiện những yêu cầu trong đó. Bạn nữ giả vờ hờn giỏi để bạn nam dỗ dành. Được không? Bây giờ ví dụ nè, hai đứa đang hẹn hò nè. Hẹn em là 11 giờ trưa đi ăn trưa. Mà bây giờ 12 giờ anh mới tới. Đói bụng meo trơn rồi. Giận quá, tức quá. Rồi em qua đi, làm gì đó làm. Dỗ em dành giận nói đi, sao? Em giận đi. Không, anh đến đây làm gì? Anh hẹn em lúc 11 giờ mà anh nghĩ sao giờ đem đến? Không. Em ơi, cái này anh giải thích với em sao? Không phải là anh tìm lý do, nhưng mà nó cũng có một số vấn đề. Thôi bây giờ anh hát cho em nghe một bài nha. Nhưng mà em muốn biết vấn đề đó, vấn đề gì? Chứ anh nói vấn đề không thì sao được? Thì giống như là nó là một vấn đề tích cực. Nhưng mà anh có thể giải thích rõ cho em không?
có một cái hợp đồng môi giới, anh phải giải quyết sớm. Nhưng mà giờ anh muốn dỗ ngọt em, anh phải có gì chứ? Anh hát tặng, anh hát tặng em một bài nha. Dạ, anh hát đi. Trên bàn tay đi. Lần đầu gặp nhau không biết tại sao anh thấy thương em liền. Chắc em rất hiền như cô tắm ngày xưa, hay làn gió đưa mái tóc em bồng, đôi má em hồng cho lòng anh ngẩn ngơ. Vừa gặp nhau mình trao thương mến, bên nước con sông in hình bóng của đôi ta, dấu chia xa lòng thương nhớ mãi câu đợi chờ. Về anh xin thưa mẹ thưa ba, mai mối qua nhà em, đôi mình thủy chung cho đẹp tình duyên. Hết giận rồi, hay quá, xuất sắc. Hồi đó giờ tôi đưa ra yêu cầu, tôi thấy cặp đôi này là thực hiện yêu cầu, đúng là gọi là người tung người hứng nha. Em là hay thiệt luôn, em tạo tình huống chịu đó. Tính trễ xin lỗi là phải là lý do gì chứ, tích cực tiêu cực gì ông làm như ông viết văn vậy đó, không phải thực tế. Trong cuộc sống yêu đương hẹn hò là như vậy nha, ai cũng có thể phạm phải lỗi lầm. Khi đã phạm phải mạnh dạn nhận lỗi và nói rõ lỗi đó là gì. Khi mình nhìn thẳng được cái sự việc của mình thì mình mới rút kinh nghiệm cho lần sau, đúng không? Hay ha, hát đồ lấy lòng rồi, dễ thương dễ sợ luôn. Rồi tới bên em gái. Hãy tưởng tượng bạn nữ đang mang giày cao gót bị đau chân, và bạn nam cúi xuống xoa chân dặn dò bạn nữ thật tình cảm. Trời ơi, sao cái cặp này bộ diễn viên hay sao vậy trời. Rồi mời em xoay chân ra hướng này, mời anh qua bên kia, chốt hợp đồng nữa cưng, qua bển. Rồi đó. Ôi trời ơi, cô này diễn rất hay quá. Có sao không em, có sao không? Trời ơi, được quá hả. Có bạn nào có bằng cá nhân không chứ? Để đi mua, để chị đi mua. Rồi. Vậy như dán vô là sẽ hết đau chân hả? Em nghĩ em bị đau chân có chật chân á, anh thử anh massage vùng chân giùm em. Rồi được rồi. Anh dạ, bẻ cổ chân cho em á. Dặn dò là nói miệng chứ phải dặn dò là bẻ dò ta. Muốn đi cẩn thận xíu nha. Dạ, cảm ơn em. Đừng có đi xa anh, để anh còn dìu em. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều. Bớt chắc sau, sau khi anh nắng em nghĩ là chân em nó bớt được 50 thôi chị. Vậy á, vậy tưởng nghĩ... đâu nó gãy luôn chứ. Em nghĩ 50 đó còn phải tùy thuộc vào anh đó. Có nhiều lúc mình phải cho anh cộng. Nhưng mà cặp đôi này dễ thương nha. Nhớ không, người ta nói mà ta có ý chổng nha, đừng đi xa anh nha. Đó. Những cái sự tương tác đó chẳng qua là chương trình giúp cho hai bạn có một cái sự va chạm, có những cái biểu hiện để mà mình thể hiện rõ cái tính cách của mình cho đối phương có thể hiểu rõ mình hơn. Dạ. Rồi bây giờ trước khi mà đi vào cái quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nè, chàng trai hát rồi nè, vậy em gái có muốn tặng bài hát cho chàng trai không? Nếu cho anh hát thì em cũng sẽ hát lại. Rồi mời em. Em ca bài Thuyền Hoa. Dạ. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, rước nhau về ta cưới hội vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa. Với mùa ngào xanh ngát đời ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Trời ơi, cái âm nhạc, cái gu âm nhạc cũng giống nhau nữa. Miền Tây sông nước quá ha. Tôi thấy cặp đôi này ổn rồi. Bao nhiêu đó thôi quý vị. Bây giờ mình lắng động lại một chút ha. Đối phương có phải là cái người mình đang muốn tìm kiếm hay không? 30 phút thì nó quá ngắn để chúng ta hiểu được ai đó hoặc là đưa ra một cái quyết định quan trọng. Tuy nhiên rằng chị nghĩ là những cái cảm xúc hoặc là cái lý trí, những cái suy nghĩ ban đầu cũng giúp chúng ta có một cái sự lựa chọn đúng đắn. Dạ. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Và khi mình đã quyết định như thế nào thì mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó của mình. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò, bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 Nhìn nhận xíu rồi chị. Không, sơ bộ thấy họ đã hiểu nhau hết rồi đó quý vị. Nhưng họ quyết định như thế nào? 3 Hết thời gian. May quá. Ủa sao nãy giờ chị thấy em là nhanh hơn ảnh, ảnh chậm hơn em, mà tới lúc bấm nút em chậm hơn ảnh vậy? Em đợi bên năm rồi chứ. Trời ơi, còn đợi nữa. Đợi chờ gì, đôi lúc tình cảm là không đợi chờ. Và nam nữ bình đẳng. Vào đây, chần chờ gì nữa. Đứng lên đi em gái. Rồi, chà cái tướng này, hai người này gầy 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 ha.
Về hai người nấu ăn bồi dưỡng cho nhau nha. Nắm tay nhau đi nè. Chương trình gửi tặng cho em gái món quà để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ, cảm ơn. Đây, hai cái vé xem phim ở lại. Đi xem phim tối nay cái đã rồi ảnh về. Thì trước khi hình thì mình cảm thấy cũng có hồi hộp. Không biết là bạn bên kia thế nào, có phải cái người mà mình mong muốn hay không. Đến khi thấy với lại có tiếp xúc rồi thì cũng cảm thấy là đây là người mình đang tìm kiếm. Và sau khi mình ghi hình xong đó thì mình lại cảm thấy là bạn ấy cũng là một người phù hợp với mình. Và lúc thật sự là lúc phải nói là lúc mà trước khi ghi hình nha, mình có một cảm giác rất là run và tay mình hình như nó lạnh buốt luôn. Nhưng mà khi vô trong trường quay thì mình cảm thấy là vui khi mà chị Cát Tường á, chị mở kéo cái hình trái tim ra thì mình thấy bạn Nam bên đây thật sự là bạn giản dị, chân thật, nên mình quyết định là bấm nút. Nếu như mà anh với em mà hợp với nhau á, để mình tiến tới hôn nhân vào năm sau được không anh? Thì năm sau cũng được, nhưng mà nếu mà tìm hiểu nhưng mà cảm thấy hợp thì tiến hành trong năm nay luôn cũng được. Gấp như vậy. Anh đã chuẩn bị gì chưa mà đợi tới trong năm nay dữ vậy hả? Đã chuẩn bị lắm, em mới chuẩn bị đây. Dạ, yeah. Rồi sẵn sàng chỗ hôn nhân nè. Wow, thế hả? Vậy sao hôm nay thì anh có tính gọi điện về cho ba mẹ anh không? Thì có chứ. Thông báo chứ. Thông báo à? Ừ.